Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hạ Tử Vi, Mã In Lợi hẹn hò tài tử kém 18 tuổi. Sau khi ly hôn, người chồng bạc bội Văn Chương, Mã In Lợi được cho là đang hẹn hò với nam diễn viên Ngô Hạo Thần ngày 1 tháng 6. Theo nguồn tin dẫn lời truyền thông Hồng Kông đưa tin, Mã In Lợi đang âm thầm qua lại với nam diễn viên kém cô 18 tuổi, Ngô Hạo Thần. Nguồn tin cho hay người đẹp Hoàn Châu Cách Cách đang ở trong trạng thái bất an sau khi tin hẹn hò bị lộ. Cô liên tục lên mạng đọc những thông tin có liên quan đến mình và bạn trai trẻ tuổi. Truyền thông liên hệ với Mã In Lợi xác nhận tin tức nhưng đại diện của nữ diễn viên từ chối trả lời. Tháng 7 năm 2019, Mã In Lợi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm với tài tử Văn Chương. Tuy nhiên, ngay khi tin tức ly hôn lan truyền trên mạng xã hội, có người cho biết người đẹp 44 tuổi đã có bạn trai mới chính là nam diễn viên Cao Vĩ Quang. Thời điểm đó, cặp sao đang hợp tác trong bộ phim Ái Tư Tiểu Thư Thám Án Tập. Cư dân mạng đã soi ra được nhiều chi tiết đáng ngờ của cả hai trong các bức ảnh chụp chung. Mã In Lợi từng ngả vào lòng Cao Vĩ Quang, tay vịn vai đàn em trong một bữa tiệc, hay dành cho nhau những cử chỉ thân mật trước mặt nhiều nhân viên đoàn phim. Sau đó, quản lý của Mã In Lợi đã lên tiếng phủ nhận tin đồn. Tuy nhiên, với những chứng cứ xác thực nói trên, dân mạng tin rằng cả hai từng có khoảng thời gian ngắn qua lại với nhau. Mã In Lợi sinh năm 1976, là ảnh hậu nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ. Cô được công chúng biết đến với vai Hạ Tử Vi trong Hoàn Châu Cách Cách 3, Phong Hòa Nhật Lệ, Bản Lĩnh Kỳ Hiểu Lam, Quan Hệ Kiểu Trung Quốc, Nửa Đời Trước Của Tôi. Năm 2019, cô là thành viên trong ban giám khảo giải thưởng truyền hình uy tín Bạch Ngọc Lan, có đường sự nghiệp thăng tiến. Nhưng Mã In Lợi lại kém may mắn cho chuyện tình cảm. Năm 2004, cô kết hôn với tài tử Văn Chương và sinh hai con gái. Thế nhưng khi nữ diễn viên mang thai con gái thứ hai, năm 2014, Văn Chương bị lộ hình ảnh ngoại tình cùng nữ diễn viên Diêu Địch. Mã In Lợi sau đó đã tha thứ cho chồng để bảo toàn hạnh phúc gia đình. Đến tháng 7 2019, cặp đôi thông báo ly hôn cho sự ngỡ ngàng của công chúng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.